Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã cùng Đức Trước Thời Gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là motor điều chỉnh nóng lạnh của BT50 Forerunner. Đây, đây là hàng xịn anh em nhé. Đây chính là cái giắc điện của nó này. Cắm vào phần giắc điện để chúng ta điều chỉnh theo ý muốn này. Đó. Đây chính là cái mà khi mà chúng ta gài vào chỗ cửa gió để điều chỉnh hướng gió nóng lạnh. Đây là ba điểm để chúng ta bắt vào phần chờ sẵn đó. Này. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tâm Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.